ngày 16 tháng 8 tại Hà Nội, Vietinbank và Trung Nam Group đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Tham dự buổi lễ có ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Sĩ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Về phía Vietinbank có ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, cùng lãnh đạo đại diện khối khách hàng doanh nghiệp và một số chi nhánh Vietinbank tại Hà Nội. Về phía Trung Nam Group có ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc cùng các thành viên trong ban điều hành của Trung Nam Group. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ cho biết, việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nằm trong chiến lược phát triển chung của Vietinbank cũng như trong chiến lược phát triển giữa Vietinbank và Trung Nam Group. Vietinbank sẽ đáp ứng đầy đủ, kịp thời tất cả nhu cầu vốn, nhu cầu tài chính cần thiết, chính đáng cho Trung Nam Group để phát triển và trước hết là phát triển các lĩnh vực chủ chốt gắn với các địa phương, các ngành, lĩnh vực kinh tế có điều kiện phát triển của đất nước. Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung Nam Group chia sẻ, thỏa thuận hợp tác toàn diện cũng mở ra sự phát triển mới giữa hai bên khi ưu tiên sử dụng các dịch vụ của nhau và hỗ trợ tư vấn, xây dựng chiến lược, quản trị để phát triển bền vững. Dưới sự chứng kiến và chúc mừng của các đại biểu, Tổng giám đốc Vietinbank Trần Minh Bình và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung Nam Group Nguyễn Tâm Thịnh đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vietinbank và Trung Nam Group. Ngay sau đó, Vietinbank Ba Đình và Công ty Cổ phần Điện Mặt trời Trung Nam Trà Vinh cũng đã tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng, phát huy hiệu quả của thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vietinbank và Trung Nam Group. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.